Express Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào mọi người, tụi mình là Sugar. Rồi, nhóm của tụi mình có 5 thành viên. Kế bên mình là bạn vocal để rất là xinh đẹp, bạn Ngọc. Tình trạng sức khỏe hiện tại của mình bây giờ thì nó cũng khá là tệ, do là mình bị ho liên tục cả một tuần lễ này rồi. Nhưng mà mình là vị trí vocal chính, cho nên là một cái vị trí cũng khá là quan trọng. Cho nên là mình nghĩ là cho dù thế nào đi nữa thì đêm nay mình cũng sẽ cố gắng hết mình. Nhóm của mình được thành lập cách đây khoảng chỉ có mấy tháng thôi. Nhóm đây đang theo đuổi dòng nhạc trẻ và phối lại theo cách của tụi mình. Just give me what I say. Mình là Tùng, mình chơi guitar co và mình đang làm công việc kinh doanh nội thất và gia đình. Bạn kế bên mình là bạn Liêm, chơi bass. Bạn Liêm thì đang kinh doanh giày dép ở nhà với gia đình. Bạn kế bên mình chơi trống là bạn Hải Đăng. Bạn ấy đang làm giảng viên tiếng Anh và trường đại học Sư phạm. Bạn Phu Nhân là nhà nghiên cứu guitarist và bạn Phu Nhân đang là sinh viên. Don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, oh, that I found you stay. Với cái tình trạng mà ho liên tục như bây giờ á, mà lỡ một lát nữa lên thi mà đang hát mà có bị ho, chắc sẽ ứng biến bằng cái cách mà chuyển cái ho đó thành cái feel luôn để cho mọi người đỡ phát hiện. I love Sugar. Phần biểu diễn vừa rồi với những ca khúc vừa rồi không gợi cho chị điều gì à? Có chứ, nó là một bài hát của tôi. Bây giờ chắc chắn phần nhận xét tôi sẽ dành cho chị nhiều nhất về thời gian. Mở bức tường. Vâng, xin mời chị Mỹ Linh. Đây là một bài hát mà gợi lại cho tôi rất là nhiều cảm xúc. Và cùng với lại Hương Ngọc Lan này, Chưa Vắng này, Lắng Nghe Mùa Xuân Về, Tóc Ngắn, Hoa Cỏ Mùa Xuân là những cái bài hát vang lên ở trong cái album Tóc Ngắn 1 của tôi hồi đó.
và đánh dấu cái sự kết hợp của tôi cùng với anh Quân và Huy Tuấn và ban nhạc anh em, cũng là chính từ cái năm đó và cũng làm cho tất cả mọi thứ đều thay đổi trong cuộc sống của tôi, nên là nó có rất là nhiều ý nghĩa với tôi khi các bạn chơi với lại bài hát này. Tuy vậy là tôi cũng rất là tiếc là tôi vẫn không bấm chọn, tôi mong rằng là nó sẽ được chơi tốt hơn. Hôm nay chắc các bạn cũng hơi run, đặc biệt hai bạn guitar chơi với nhau cũng còn nhiều cái chưa được tốt. Thế nên là tôi hy vọng rằng là nếu sang năm các bạn còn trở lại với chương trình thì các bạn sẽ thực hiện được tốt hơn, thể hiện được tốt hơn. Nhưng tôi muốn hỏi là tại sao các bạn lại chọn ca khúc này? Xin chào tất cả mọi người cũng như là chào bốn vị ban giám khảo ạ. Cái phần mà chị Linh hỏi tụi em là vì sao lại chọn ca khúc Chuyện Tình để đi thi á, là thứ nhất là cả năm tụi em ai cũng đều rất là thích chị Linh, nghe nhạc của chị Linh khá là nhiều. Với lại thường á thì mọi người đi thi thì hay chọn những cái ca khúc mà có thể phô trương được giọng hát cũng như là có thể phô trương được những cái mà điểm tốt nhất của band. Nhưng mà tại vì ca khúc này tụi em cảm thấy là tụi em cảm xúc nhiều nhất và tụi em chơi nhạc bằng cảm xúc, cho nên là tụi em đã chọn ca khúc này ạ. Kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui lắm, là chúng tôi là những người làm nghề, ví dụ như là tôi sẽ viết bài hát hoặc là chị Linh là cái người ca sĩ, thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng rất là hay bị là đi vào những cái quán, người ta thấy chúng tôi vào là người ta bật nhạc của chúng tôi lên. Sẵn đây ở trên sóng tôi nói luôn là đừng có bật nhạc chúng tôi nghe hàng ngày chán nhạc của mình lắm rồi. Và giống như là tôi có một anh bạn cũng hay nói cái câu là một bài hát của chị Mỹ Linh đã từng được trình bày bởi Mỹ Linh, hôm nay bị trình bày bởi một ban nhạc khác. Thì đừng để cho nó như vậy các bạn, hãy để tình yêu của mình thích cái gì mình nghe thôi. Hãy cứ tiếp tục tập và chơi với nhau. Và cứ nhớ cho tôi điều này là khi chơi với nhau thì không có phải là cứ nghĩ cái gì để đánh cái đó. Bởi vì khi một ban nhạc các bạn chơi với nhau thì hãy để ý nghe những người khác. Các bạn chưa nghe với nhau nhiều, hãy chơi với nhau nhiều hơn thì các bạn sẽ khá hơn nhé. Các bạn chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng thưa quý vị, ban nhạc Sugar đã bị loại và chúng ta vẫn đang trong phần vượt tường của chương trình Ban Nhạc Việt mùa thứ 2. Bây giờ sẽ là phần vượt tường của ban nhạc tiếp theo. Xin mời quý vị. Bia Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình.